Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 6,98%, con số kỷ lục trong 8 năm trở lại đây, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực. Kết quả này cũng khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực thực hiện của các bộ ngành địa phương ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2018. Và nếu giữ được tốc độ tăng trưởng này thì GDP cả năm sẽ vượt mốc 6,7%. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp về các chỉ số kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2018. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm đạt kết quả toàn diện trên các mặt. GDP 9 tháng năm 2018 tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011. Cả ba khu vực đều tăng cao, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%, khu vực dịch vụ tăng 6,89%. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2018 tăng 0,59% so với tháng trước, CPI bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 3,57%. Kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 188 tỷ đô la Mỹ tăng 15,4%. Đáng mừng là xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực FDI. Cụ thể, khu vực trong nước tăng 17,5%, trong khi khu vực FDI kể cả dầu thô tăng 14,6%. Trong 9 tháng, tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ đô la Mỹ, đây là mức kỷ lục. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng tương đương 34% GDP. FDI thực hiện ước đạt 13,25 tỷ đô la Mỹ, tổng cầu tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,3%, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8%. Khách quốc tế đạt trên 11,6 triệu lượt người, tăng 22,9%. Cũng trong 9 tháng, cả nước có trên 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn. Gần 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu năm 2018, nhiều dự đoán cho rằng tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ có xu hướng giảm dần trong các quý sau. Tuy nhiên, thì tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 của năm 2018 ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm 2017, tuy thấp hơn mức tăng 7,45% của quý 1, nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý 2, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng. Vậy đâu là những yếu tố hỗ trợ tích cực đến từ tăng trưởng? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong mức tăng trưởng 6,98% của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 9 tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, từng bước khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả. Mặt khác, giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này. Trong nông nghiệp và thủy sản ấy, thì cũng có cái tăng trưởng cao nhất từ năm 2012 trở lại đây, do cái thời tiết là tương đối là thuận lợi và thị trường tiêu thụ thì lại được mở rộng cả ở trong nước và xuất khẩu, thì ta thấy cái thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản là điều là tốt, và cái giá cả của sản phẩm nông sản cũng là tương đối ổn định. Quá trình mà chuyển đổi cái cơ cấu sản phẩm ấy, trong nội bộ ngành ấy, theo hướng đầu tư vào sản phẩm có giá trị kinh tế cao thì đã mang lại được cái hiệu quả nhất định. Đặc biệt, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,78%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2012-2018, đóng góp 0,36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Nông nghiệp điểm nổi bật nhất đó là cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp này thì có cái chuyển đổi cái giá trị của cây trồng và vật nuôi. Cái thứ hai tức là cái chuyển đổi cái cơ cấu ngay trong khu vực nông nghiệp. Chẳng hạn như trong nông nghiệp chúng ta nói nhiều về cái xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua, và cái chất lượng gạo cũng thay đổi, cái xuất khẩu gạo chúng ta đạt rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái chuyển đổi từ cái nông nghiệp sang thủy sản, tức là chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang thủy sản. Và cái điểm nổi bật, điểm sáng trong 9 tháng đầu năm nay cũng là cái khu vực là thủy sản là tăng trưởng rất cao, tăng trưởng là trên 6,57%, còn nông nghiệp là trên 2,87%. Đấy là cái điểm
thứ nhất mà cũng là cái động lực của nền kinh tế. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá với 9 tháng tăng 8,98%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%, tuy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2017 nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng 9 tháng của các năm 2012-2016, đóng góp 2,56 điểm phần trăm. Ở đây ngành chế biến chế tạo thì duy trì cái tốc độ tăng trưởng là cao, và tốc độ tăng trưởng cao ở nhiều ngành kinh tế và nhiều sản phẩm, là như là than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất kim loại, sản xuất xe có động cơ, sản xuất sản phẩm điện tử, sản máy vi tính và sản phẩm quan học, sản xuất sản phẩm kim loại đúng sao. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm chứng kiến sự gia tăng ấn tượng về xuất khẩu với gần 188 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là thực tế vượt xa mức chỉ tiêu đề ra từ đầu năm là tăng trưởng 10%. Đáng ghi nhận là đã có 26 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, duy trì chỗ đứng tại các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN, mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước cũng như ngày càng khẳng định sức mạnh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Thì chúng tôi tại Tổng cục Quan dự báo là năm nay xuất khẩu sẽ tăng trưởng ở mức độ hai con số, xoay quanh ở 15-16%, như vậy là vẫn cao gấp đôi GDP theo mục tiêu và cũng cao hơn cái tốc độ 10% đặt ra từ đầu năm cho ngành công thương. Như vậy là xuất khẩu chúng tôi ước đạt khoảng từ 240 đến 242 tỷ đô la, và xuất nhập khẩu dự kiến tăng đạt khoảng là 475 đến 477 tỷ đô la, tăng khoảng 11% so với cái kết quả thực hiện của năm 2017. Và Việt Nam có thể có, đúng không? Với các cái yếu tố hiện tại, chúng ta có thể có tiếp tục có thẳng dư cán cân thương mại, tức là xuất siêu nhỏ. Trong 9 tháng năm 2018, dù tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 25,37 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 13,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động của đầu tư nước ngoài FDI đã đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Khi mà họ làm vào thu hút vào vốn như vậy thì tự nhiên họ tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, tạo thêm thu nhập cho người lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của ta. Khi họ xuất khẩu như thế thì chúng ta có được thu ngoại tệ làm cân bằng được cái cán cân thương mại của Việt Nam. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu kinh tế khác đã cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. Theo báo cáo của Nikkei, tâm lý kinh doanh vẫn lạc quan khi chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI luôn ở mức mở rộng. Kết quả này báo hiệu sự cải thiện mạnh mẽ sức khỏe của lĩnh vực sản xuất và các điều kiện kinh doanh đã tăng suốt từ tháng 1 năm 2016. Và một cái điểm sáng nữa trong cái 9 tháng đầu năm cũng là tạo cái căn cứ, tạo cái đà cho các cái năm tiếp theo, đó là cái năng lực sản xuất của nền kinh tế được gia tăng. Chẳng hạn như các bạn biết đó là cái lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa thì hiện nay đang là có kế hoạch chạy hết công suất. Nếu mà chúng ta có cái giải pháp tiêu thụ tốt cái sản phẩm lọc dầu thì họ sẽ chạy hết công suất của họ. Hay là cái sản xuất alumin và thép, đặc biệt alumin nhôm. Rồi thì thép của chúng ta trong 9 tháng đầu năm chúng ta cũng sản xuất tốt và xuất khẩu cũng đạt cái thẳng dư khá tốt. Chủ trì cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ tháng 9, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ cho biết, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua rất đáng khích lệ, đặc biệt là nếu quý 4 vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan như các quý vừa qua, khả năng tăng trưởng GDP cả năm 2018 hoàn toàn khả thi, đạt vượt mức 6,7% như mục tiêu đề ra. Đặc biệt, 9 tháng qua, đã có 8 trên 12 chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018 đạt kết quả vượt chỉ tiêu và 4 trên 12 chỉ tiêu đạt. Dự báo sẽ có 9 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của 5 năm. Kết quả tăng trưởng cao của 9 tháng đầu năm nay cũng đặt ra quan ngại là tăng trưởng cao không đi đôi với chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu cải thiện tích cực. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng, để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, doanh nghiệp luôn coi hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo có ý nghĩa sống còn đối với việc tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi đã thành lập một cái trung tâm R&D của riêng công ty
và nghiên cứu chuyên về nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng. Trung tâm này thì hiện nay làm việc ở trung tâm có 40 phó giáo sư, tiến sĩ, trước đây làm ở Viện Hàn Lâm Khoa học, các trường đại học hàng đầu trong cả nước, làm cộng tác viên của trung tâm. Theo Tổng cục Thống kê, kết thúc 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí còn cao hơn so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,5%. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi năng suất lao động luôn được coi là điểm yếu của kinh tế Việt Nam, thì nay đã có sự cải thiện đáng kể và nếu so sánh với một số quốc gia trong khu vực thì tốc độ tăng trưởng này được đánh giá thuộc diện cao. Khi mà so sánh trong cái mục tiêu cả 5 năm 2016-2020 thì có một số các cái chỉ tiêu cốt lõi của tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng thì đã vượt cái mục tiêu của 5 năm rồi. Điển hình là hai cái chỉ số rất quan trọng. Đó là cái tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động và cái đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP ở trong GDP. Và cả hai cái chỉ số quan trọng này đều có cái xu hướng rất là tích cực và cao hơn cái mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm cũng như là kế hoạch thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 16-20. Thì đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Đáng chú ý, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, một trong ba nhiệm vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2018, quá trình này đã đạt được những kết quả và một số cải thiện đáng kể. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tôi nghĩ rằng là đã có những cái thay đổi về chất. Ở chỗ là thay đổi về cách thức quản lý của doanh nghiệp, về thay đổi về cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp và mức nào đó cái cổ phần hóa, đặc biệt cổ phần hóa những doanh nghiệp lớn cũng đã đạt được những kết quả mình nhìn thấy. Cùng với đó, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, đặc biệt là cải cách mạnh mẽ điều kiện kinh doanh, sự thay đổi về thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thành lập, ổn định và phát triển. Nhiều doanh nghiệp của tư nhân đã phát triển thành tập đoàn kinh tế, tạo dựng được thương hiệu cả trong nước và quốc tế. Thì khoảng 3 năm đầu tiên thì cũng gặp tương đối là nhiều cái khó khăn bấp bênh. Chúng tôi vẫn kiên định đấy, và cho đến thời điểm này thì sau 12 năm thì chúng tôi có thể nói chúng tôi cũng có những thành tựu nhất định trong ngành về quảng cáo trực tuyến và về chuyển đổi số. Đấy, đến bây giờ thì chúng tôi đã làm đơn vị mà đối tác cao cấp có thị phần lớn nhất của Google tại Đông Nam Á. Là ngay cả để cả đầu tư nhà đầu tư trong nước thì đầu tư trong nước vẫn tư nhân trong nước vẫn tăng tới hơn 17% trong giai đoạn vừa rồi, và đấy là cái tốc độ tăng lớn nhất trong theo thành phần kinh tế, thậm chí tăng nhanh hơn cả đầu tư công và đầu tư của đầu tư nước ngoài. Thì điều ấy cho càng khẳng định là cái niềm tin của doanh nghiệp tư nhân trong nước khi được tạo cơ hội, khi được tin tưởng và khi không bị chèn lấn bởi đầu tư công cũng như đầu tư nước ngoài thì họ sẽ phát huy cái sức sáng tạo và cái sức sống trong cái bối cảnh bất định. Đáng chú ý, trong bối cảnh thương mại và thị trường thế giới có nhiều biến động lớn, đặc biệt là diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc và chính sách lãi suất của Mỹ đặt ra không ít thách thức đối với Việt Nam trong điều hành kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, bên cạnh các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản diễn biến tích cực, thì Việt Nam bước đầu đã thể hiện được năng lực ứng phó với các biến động bất lợi về tỷ giá lãi suất từ thị trường thế giới truyền tải qua các kênh hội nhập kinh tế quốc tế. Không thể phủ nhận được vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc là ứng xử rất là linh hoạt và hiệu quả đối với những cái áp lực về tỷ giá và câu chuyện về chọn lọc cái ưu tiên là ưu tiên ổn định lạm phát và tỷ giá hơn là chuyện thúc đẩy tăng trưởng. Và rõ ràng nhờ chúng đó thì chúng ta thấy đầu tư của khối tư nhân không phải tăng. Rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam trong những ngành được coi là nhạy cảm, chẳng hạn như thủy sản, vẫn tìm được cái cơ hội để xuất khẩu vào các thị trường lớn. Và Việt Nam vẫn duy trì được cái thặng dư thương mại trong cái giai đoạn vừa rồi. Các chuyên gia khẳng định với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện trong từng tháng, từng quý. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực.
Ghi nhận trên cho thấy kinh tế 9 tháng đầu năm nay đã đạt nhiều kết quả tích cực, song để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, tạo đà thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, trong thời gian tới các bộ ngành và địa phương cần bám sát tình hình thực tiễn, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết số 01 của Chính phủ. Ghi nhận những ý kiến sau về vấn đề này, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng vẫn nhắc đi nhắc lại là chúng ta cũng chưa thể hài lòng những cái kết quả chúng ta đạt được, chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều. Đồng thời chúng ta không chủ quan tới những cái thành tích chúng ta đạt được, đặc biệt là chúng ta phải đưa ra những cái giải pháp, những cái cảnh báo, những cái dự báo và những cái biện pháp quyết liệt để còn lại của 3 tháng cuối năm 2018 để chúng ta hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả các chỉ tiêu như đã dự kiến báo cáo với Trung ương Quốc hội. Nghị quyết 01 là có hơn 200 cái nhiệm vụ cụ thể. Bây giờ chúng ta phải rà soát lại xem những cái gì chúng ta đã làm rồi, làm tốt rồi và những cái gì chúng ta đang còn làm dở dang thì chúng ta phải đẩy mạnh. Và những cái gì chúng ta chưa làm được thì chúng ta cũng phải tập trung để nỗ lực làm sao tất cả cái hệ thống chính trị của chúng ta phải có một cái sự nỗ lực cao nhất để chúng ta cùng nhau phấn đấu hoàn thành cao nhất cái kết quả cái nhiệm vụ mà của cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 đã Quốc hội đã đề ra. Và chính vì vậy cho nên cái câu chuyện đây đó là câu chuyện kết hợp hài hòa giữa một cái chính sách tạo dựng môi trường vĩ mô ổn định, tránh hạn chế được những cái tác động bất lợi từ bên ngoài và một những cái chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh hơn, ít gặp phải những cái rào cản về chính sách để có thể linh hoạt hơn trong việc tạo điều kiện tận dụng cơ hội từ bên ngoài. Cần rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh cá thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển. Chính phủ cần có giải pháp và chính sách phù hợp để khuyến khích các cơ sở kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, tạo dựng điều kiện kinh doanh thuận lợi cho cơ sở cá thể hoạt động ổn định lâu dài và tuân thủ pháp luật. Hơn bao giờ hết, chúng ta rất là trân trọng những các cái thành tựu chúng ta đạt được, nhưng chúng ta cũng phải rất là nỗ lực để cắt giảm chi phí, để cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy tốt hơn nữa nội lực của nền kinh tế của chúng ta. Trong dài hạn thì những cái hệ quả của cuộc chiến thương mại này có thể tạo ra những tiền lệ mới, và những tiền lệ đó thì khi áp dụng cho Việt Nam thì Việt Nam sẽ là một nước bị thiệt thòi rất là mạnh. Và vì thế mà chúng tôi cho rằng là cái việc của Việt Nam bây giờ không phải là vui mừng vì có những cái lợi ngắn hạn từ cái cuộc chiến thương mại này, mà là phải chuẩn bị cải cách rất là nhiều, đặc biệt là trong cái vấn đề về thể chế của cái thị trường và năng suất của các doanh nghiệp, cũng như là cái hiệu quả của các vấn đề về kinh tế vĩ mô, các nền tảng kinh tế vĩ mô, để chuẩn bị cho những cái ngày mà khó khăn hay là những cái khi mà có những cái điều khoản nó bất lợi cho Việt Nam được áp đặt trong các cái trật tự thương mại thế giới mới thì Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, trong đó chú trọng các dự án lớn, các dự án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo thực hiện giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công đã được giao trong năm 2018. Chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án có ý nghĩa nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, có giải pháp khuyến khích phát triển thị trường nhà thương mại giá thấp và nhà ở xã hội. Thứ ba là cần rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh cá thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn đến điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, lạm phát và sản xuất trong nước. Đặc biệt là nền kinh tế nước ta có độ mở tăng nhanh, 9 tháng đầu năm 2018 là 229,5%, nên sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những biến động kinh tế thế giới. Những vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.